Gọi là chính xác là ngã tư ấy à? Ngã tư tổng hợp Cộng sản Quảng Ninh. Từ Mỹ Đình gửi về ngã tư tổng hợp Vâng, Cộng sản Quảng Ninh. gửi anh cứ gửi về bọn khu mô với Thanh ấy. Bọn đấy thì đã qua trước em hết, cả bốn Đức Phúc được, nhưng mà Đức Phúc nó chạy chậm lắm, nó chạy nó thì ấy giờ ấy. Bảo Thế thế nó gì bảo Việt quản cho Thanh, em thế không? gì Việt Thanh? Khu mô ấy, xe khu mô ấy. Thì anh cứ bảo như thế là bảo bảo ý em khỏi chết em nhé. Rồi anh hiểu rồi. Thưa các bạn, đây là cái công tác chuẩn bị để mình chuyển chuyển chim cho khách hàng. Đây là người nhận 0906 226033. Mình gửi về địa chỉ ngã tư tổng hợp Cẩm Phả, Quảng Ninh. Và cái hộp này thì các bạn có thể lấy một cái hộp mì tôm hoặc là một cái hộp gì đấy nó vuông mà cao tầm khoảng là chiều cao tầm khoảng 15 phân, chiều rộng khoảng 20 phân, chiều dài 20 phân là tốt nhất. Bởi vì sao? Khi các bạn làm cái hộp như vậy thì cái diện tích nó vừa phải, nó sẽ không rộng quá, nó cũng không hẹp quá. Nếu như các bạn chuyển một đôi thì các bạn dùng hộp như thế này, và hai đôi ba đôi thì các bạn dùng cái hộp mì tôm cũng được. Khi các bạn dán băng dính xung quanh hộp và ghi rõ địa chỉ thì các bạn lưu ý là các bạn để một cái cửa này mình cắt hình thù như thế này, và khi đóng chim vào trong, để bên trong thì các bạn dán thật thật khéo và kín, và xung quanh các bạn nên dùi những cái lỗ để tạo không khí cho chim thở, không bị nghẹt. Trước khi chuyển thì các bạn nên để chim nhốt riêng ra 1-2 ngày cho ăn thật tốt, cho thể trạng của chim khỏe. Chim này thì các bạn nên nhớ là nó ăn thóc, nếu như mà không cho ăn cho uống, để trong hộp 2 ngày đến 3 ngày là khi mà nhận để chim thì các bạn nên nhớ là đốt để và cho uống nước, ăn ăn gạo hoặc ăn cám cò, chim sẽ tiêu hóa được ngay. Không nên cho uống nước no quá, khi xa quá hoặc lâu quá chim nhịn uống nước, thì uống nên lúc căng quá cũng không tốt, có thể gây đến tử vong. Trường hợp đấy là hữu hạn. Các bạn dùi lỗ như thế này, dùi lỗ với mật độ như này, lỗ nhỏ thôi, và cửa khéo léo như thế này. Thì, kinh nghiệm thì các bạn chuyển chim vào trong lồng thì các bạn nên lấy lồng hẹp thôi, và các bạn lồng tròn hẹp, mà các bạn nên che kín, phủ kín vào, nên khi vận chuyển mà tạo ra ánh sáng thì chim sẽ hoảng loạn và bay nhảy, đập cánh, tung lông, làm cho tâm lý của chim hoảng loạn, và lông nó sẽ bị xấu, thậm chí gãy cánh, gãy chân, kẹp cổ, nhiều cái khả năng xảy ra. Đấy. Và khi bắt chim, các bạn nên nhớ là bắt là các bạn không nên vồ một cách đột ngột, tóm vào hai cái chân hoặc là vào đầu. Các bạn nên bắt làm sao đấy mình vo được cả hai bàn tay vào hai cái sải cánh của nó, chân để tự do. Nếu cầm vào chân thì các bạn cầm kéo rất dễ gãy chân. Trước mình cũng có một con chim, ông bạn túm một cái gãy chia cả chân, xong mình tâm mình kẹp vào, xong dần dần thì cũng khỏi và cũng lên cành đậu được. Bây giờ con chim này cũng sống, đấy là con chim cái nhưng hót rất hay.
Hôm nay mình sẽ thực hiện việc giao hàng cho mình, cho khách hàng của mình, một khách hàng đặt một đôi chuyển về Quảng Ninh. Bạn thấy đây, đây là một chú chim trống, mình sẽ đóng hộp vào đây. Tới đây sẽ bắt một chú cái nữa. Đuôi để đóng cờ vào tối chim sẽ không ra. Còn đây là chim mái, thì khi chuyển đi thì các bạn thấy chim vẫn có diều, có thức ăn. Bạn tuôn không được, tuôn chắc tay quá. Đôi băng cuộn băng dính như đây con. Bạn làm lồng chim mà nhốt chim hậu bị chim non là các bạn nên làm cái cửa chim, là nó là cửa cửa sập. Khi mình bắt xong chim là cửa tự sập xuống. Một số những cái trường hợp hay quên là chim sợ. Đến đây là đây là một chim quấy một vài cái lỗ để chim thật. Đấy, hàng này chuyển ra xe, họ sẽ chuyển đến tận nơi địa chỉ cho người đặt hàng. Bên cơ sở mình sẽ nhận giao hàng toàn quốc. Em bên em gửi cước nhá, em đưa luôn tiền cước cái. Gửi em gửi đôi chim này về cho khoảng chị cứ gửi xe thanh ấy. Giao hàng chim cho họ là mình ấy, mình thỏa thuận qua điện thoại là mình giả tiền cước luôn, thì họ chuyển khoản cho mình đủ tiền luôn. Bây giờ là cái việc này nó tin tưởng nhau mà có đáng gì đâu, triệu vài trăm nghìn. Bao đây là đôi chim cu này, đây đôi này là 800 cả cước mà con già rồi, nó người ta nuôi nó cũng phải có công. Đôi non thì thấp hơn. Nhưng mà mình em nhiều khi em nhớ lấy hàng có khi chuyển cả chục triệu cho cha biết mặt biết mũi gì. À ừ. Nó vẫn chuyển hàng cắt đôi ra, cứ cắt đôi miếng ra làm hai chú. Nhỡ hàng nó lại gửi lại tiền. Qua cái ông ở trong Sài Gòn ông vào chuyển cả 4 triệu chim mình chưa chuyển. Tin tưởng. Đây người tốt. Việt Nam mình còn đây.